Shop Nhạc Cụ Vĩnh Phúc xin kính chào toàn thể quý vị. Ngày hôm nay em Ninh xin gửi toàn thể quý vị một sản phẩm đàn piano điện hàng trưng bày siêu thị Nhật Bản. Trước mắt quý vị là một sản phẩm đàn piano điện 88 phím 3 pedal. Cây đàn này là đàn Roland, được sản xuất tại Nhật Bản, Made in Japan. Mã của cây đàn là Roland HP555G, Roland Digital Piano. Đó, mã của nó đây các bác nhé. Đây là sản phẩm chi tiết. Cây đàn piano xuất xứ từ bên Nhật về tới Việt Nam, 88 phím 3 pedal, âm thanh thì rất là sâu và rất là nổi trội, có rất là nhiều tính năng ở đây, với tần số âm thanh có 3 cần gạt điều chỉnh âm thanh các bác nhé. Có chế độ reverb cho từng tiếng, có piano, e-piano và rất là nhiều tiếng organ, string, chow, tuner, rất là nhiều tiếng quý vị nhé. Đấy, và rất là nhiều chế độ ở đây. Trên này có metronome, phần dập nhịp này, có phần song này, best tempo nhanh chậm này, và có phần rec và play. Rec là thu lại những cái bài chúng ta đánh đó, để chúng ta chơi đó. Và cái dòng đàn này thì là ra đời vào những năm cái đây khoảng tầm chục năm về trước, thì sẽ chạy bằng ổ đĩa A này, có ổ đĩa A để đưa dữ liệu. Và đời mới bây giờ thì thường là dùng bằng thẻ nhớ hoặc là dùng USB các bác nhé. Cái sản phẩm này thì giá vô cùng tốt, vô cùng yêu thương. Giá vô cùng tốt, chỉ hơn chục triệu một chút thôi, chúng ta đã sở hữu được một cây đàn Roland HP555G Made in Japan. Sản phẩm này nếu mà để tính giá trị mua mới trước đó thì giá rất là đắt, nên tới khoảng vài chục triệu. Với giá mới đập hộp mà xuất xứ từ bên Nhật về tới Việt Nam chúng ta thì giá trị nó lên đến vài chục triệu khi chúng ta mua mới đập hộp từ bên Nhật về. Thì cái sản phẩm này là sản phẩm đã qua sử dụng, hàng trưng bày hoặc là hàng đã qua sử dụng ở bên Nhật, còn đẹp khoảng 90%. Cây này thì bên trung tâm Vĩnh Phúc đánh giá là còn đẹp khoảng 90%. Đó, hàng zin nguyên bản từ trong ra ngoài, xuất xứ từ bên Nhật về và về tới trung tâm Vĩnh Phúc đã được lắp ráp hoàn thiện thành một cây đàn hoàn chỉnh, và được lắp nguồn 220 trực tiếp vào trên cây đàn. Cây đàn này là sẽ trong cục biến áp của nó thì nó sẽ có rất là nhiều đầu dây chờ để mà chúng ta chuyển dòng điện. Nó có thể chạy được điện 100V, 140V, 120V hoặc là 240V. Đấy, có rất là nhiều chế độ thì chúng ta sẽ ở trong sơ đồ, trong mạch điện nó có chỉ dẫn cho chúng ta, là chúng ta sẽ đấu về cái đầu dây chờ là 220V để chúng ta sử dụng cái dòng điện 220V tại Việt Nam của chúng ta. Đấy, và trung tâm Vĩnh Phúc đã làm cái điều đó cho quý vị rồi, quý vị không phải lo và về sẵn dùng luôn. Đây em đang cắm ổ điện mà ổ điện 220 về chúng ta sẵn dùng các bác nhé. Âm thanh con này thì quá tuyệt vời luôn rồi. Đấy, các bác quan tâm cái sản phẩm này thì liên hệ với em Ninh theo số điện thoại là 0989634982. Về hình thức mua bán thì các bác ở khu vực thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc thì bên trung tâm Vĩnh Phúc sẽ free ship tận nhà cho các bác, ship tận nhà, lắp đặt tại nhà cho các bác, chế độ bảo hành từ 6 tháng cho tới 1 năm. Còn các bác mà ở khu vực xa hơn, khu vực miền Bắc, miền Trung hoặc là miền Nam, là các bác mà tiện theo đường xe khách mà chúng ta gần ở cái trục đường chính mà thông Sài Gòn Bắc Nam thì chúng ta có thể lấy theo đường xe khách. Còn nếu các bác mà không tiện đường xe khách thì bên trung tâm Vĩnh Phúc sẽ đóng gói bao bọc gửi theo đường chuyển phát cho các bác nhé. Đấy, thì em sẽ trước khi đóng gói gửi hàng cho các bác thì em sẽ có làm clip là hướng dẫn cho các bác là cách tháo này và cách lắp đặt cái sản phẩm như thế nào, thì bên em sẽ có làm clip cho các bác hết các bác nhé. Đấy, làm clip hướng dẫn cho các bác hết chi tiết từ A đến Z luôn, nên là các bác khi mua hàng tại trung tâm Nhạc Cụ Vĩnh Phúc thì các bác cực kỳ yên tâm về vấn đề về chất lượng này, về nguồn điện này, về chế độ vận chuyển này, chế độ bảo hành này. Bên em sẽ phục vụ cho toàn thể quý khách hàng từ A tới Z. Khi các khách hàng liên hệ với em theo số điện thoại là 0989634982. Đây là cái giá sách chúng ta có thể gập lên gập xuống được các bác nhé. Đó, tất cả mọi thứ là zin nguyên bản, bên em là không hề tút tát, không hề đụng chạm bất cứ một gì cả. Bên trung tâm Vĩnh Phúc là trung tâm là bán hàng zin nguyên bản, không hề qua tút tát các bác nhé. Bên em thì không hề tút tát, không hề sửa chữa gì cả, cam kết là máy móc nguyên zin từ A tới Z, từ thân vỏ luôn, là không hề đụng chạm bất cứ cái gì cả. Về thì bên em chỉ có lau chùi vệ sinh, sau đó dựng cái đàn lên và chuyển đổi nguồn 220 là chúng ta sẵn chơi thôi. Đấy, thì bây giờ em sẽ test thử cái sản phẩm này cho các bác nghe về chất âm của nó này. Âm thanh của nó cực kỳ hay, em test bàn phím nhé. Em test nhẹ trước này. Thank you.
tuyệt vời luôn các bác nhá, âm thanh quá ok luôn. Đấy, âm thanh trầm này, âm thanh cao này. Rất là ok luôn, âm thanh rất là hay luôn các bác nhá. Có chế độ reverb và chế độ trao này. Đây, em cắt bỏ reverb và trao đi. Đấy. Nghe tiếng nó mộc mạc hơn đúng không? Bật chế độ reverb lên này. Màn hình hiển thị nhá các bác nhá. Đây là màn hình hiển thị cho cái cây đàn này, tất cả các tính năng này đều hiển thị lên ở đây. Tempo là nốt nhạc này, nốt nhạc là tempo này. Đấy, đây chúng ta bấm vào đây nó hiển thị năng là 120 chẳng hạn. Đấy. Bass này, nhịp phách này, 44 này. Đấy. Ta có thể chơi được bất cứ một bản nhạc gì ta chơi đều ok hết các bác nhé. Đấy, xong này, phần xong này. Đó. Rất là nhiều nhé, rất là nhiều chế độ, nhiều tính năng. Đây, phần tiếng này, chuyển tiếng này. Tiếng khác này. Rất là nhiều tiếng các bác nhé, rất là nhiều chế độ luôn ở trên cây đàn này. Thì các bác quan tâm sản phẩm này liên hệ với em theo số điện thoại là 0989634982. Một sản phẩm với chất âm rất là tuyệt vời. Ở bên dưới này thì có 3 pedal. Pedal thì còn rất là mới, rất là sáng luôn, rất là vàng luôn các bác nhé. Đấy, âm thanh ở dưới này thì con này nè, có trang bị hai chiếc loa. Đấy, hai chiếc loa rất là to, hai chiếc loa bằng cả một găng tay của em luôn. Đây. Bằng cả một găng tay của em luôn ạ. Đấy. Miệng của nó khoảng tầm 20 cm các bác nhé, 20 cm hai chiếc loa. Thân đàn thì toàn bộ bằng gỗ. Gỗ từ bên Nhật, hàng zin nguyên bản. Tất cả mọi thứ zin hết các bác nhé. Đó. Và ở bên dưới này thì có cổng headphone này, hai cổng tai phone nằm ở bên dưới này. Đấy, hai cổng tai phone. Thì chúng ta có thể chơi là ví dụ như là có thầy giáo thì đeo một tai phone, mà học sinh thì đeo một tai phone. Cả thầy cả trò là chúng ta cùng học trên một tai phone đó, rất là ok. Và phía sau cây đàn này thì có rất là nhiều thông số, chẳng hạn như là đây Roland. Đấy. Roland Made in Japan này. AC là 100V, 100V các bác nhé. Đấy, dòng điện là 100V ạ. Đấy, thông số kỹ thuật ở tất đằng sau này. Đấy, tem mác đằng sau này. Đấy. Đấy. Và đằng sau này nó sẽ cứ có những cổng để chúng ta chơi này. Đây là cổng input, tức là chúng ta có thể kết nối với tín hiệu của một cái máy phát nhạc nào đó, ví dụ điện thoại cái gì, nó kết nối với hai cổng này, hoặc là chúng ta chơi guitar vào đây đều được. Đấy, output là đường xuất tín hiệu ra dàn âm thanh lớn nhá. Chúng ta có thể xuất ra dàn âm thanh lớn khi chúng ta biểu diễn trên sân khấu này. Đấy. Và đây là cổng kết nối với ba cái pedal ở bên dưới thì đã kết nối với dây dẫn rồi. Và đây là cổng MIDI. MIDI này chúng ta phải kết nối khi chúng ta có thể kết nối với máy tính làm phần mềm, làm dữ liệu khi chúng ta đánh một bản nhạc, chúng ta có thể kết nối với máy tính. Đó, đó là ngoại hình cây đàn, là tổng thể chi tiết là mặt trước và mặt sau. Em giới thiệu cho các bác là cây đàn là rất là chất lượng luôn, hàng made in Japan. Đấy. Các góc cạnh là đều vuông thành góc cạnh hết, mọi thứ là đều đẹp. Về màu thì có thể hơi ngả màu theo năm tháng sử dụng một chút. Đấy, nhưng có vấn đề là dập vỡ nứt toác thì không có các bác nhé. Màu này là màu gỗ, màu gụ ạ, màu sập gụ tủ chè các bác nhé. Màu gỗ, màu mận chín đấy. Đấy, đại khái chúng ta cứ hiểu nó là màu mận chín đi. Các góc cạnh là không hề dập vỡ, không hề nứt toác, không hề chảy chuội gì cả. Đấy, chân đế từ trên dưới là đều, tất cả mọi thứ là đều ok, ngon lành hết. Zin nguyên bản từ bên Nhật về. Đó, mọi thứ là đều tuyệt vời hết. Đây, chỉ có duy nhất ở trên cái giá sách này thì như kiểu là đây là một vết như kiểu là người ta hút thuốc hay cái gì, người ta vô tình đặt lên đây. Đấy, hoặc là trong quá trình vận chuyển nó bị đè cái gì vào đây. Đây là vết đè cái gì vào thôi, chứ không phải các bạn nhé. Chỉ có duy nhất một vết ở trên cái giá sách này, nó bằng nhựa. Cái chặn sách này nó bằng nhựa, còn đâu toàn bộ còn lại là bằng gỗ hết các bạn nhé. Đấy. Và khi kéo cái nắp đậy này vào thì nó sẽ như thế này. Đó, toàn bộ là một màu gỗ rất là đẹp luôn ạ, màu mận chín. Nhìn tổng quan thì rất là đẹp, rất tuyệt vời các bác nhé. Đấy,
Thì các bác quan tâm đến sản phẩm này liên hệ với em Ninh theo số điện thoại là 0989 634 982. Em sẽ nghe máy của các bác trực tiếp trong khung giờ làm việc từ 8 giờ sáng cho tới 8 giờ tối. Còn ngoài giờ làm việc các bác vui lòng nhắn tin qua số điện thoại cho em. Em xin phép kết thúc clip tại đây. Kính chúc cho các bác và gia đình thân yêu của mình thật nhiều sức khỏe. Xin chào và tạm biệt toàn thể quý vị.